từ đó lên đây hay. Nhờ thầy hướng dẫn thêm đó. À, hẹn cà phê. Dạ. Thì hay mình hay. Sắp xếp cà phê. Môn đi cảm nhận đi nè. À. Sau buổi họp lần hai này, à, mình quyết tâm kiếm tiền từ Forex bằng mọi thủ đoạn. Môn sẽ xuống núi theo yêu cầu của sư phụ. Chứ thầy phải học hành đàng hoàng hơn. Đó, cam kết này dạ, nha. Cam kết với thầy. Em hứa mà. Cái lời hứa quan trọng lắm nha bạn. Dạ. Mà cái thương hiệu hay không là lời hứa bạn. Dạ. Mà chứ mà cái người ta gặp nhau là hứa mà cuối cùng chả làm gì cho thì hứa làm chi? Thì mất ai mà tin tưởng nữa. Thà không hứa lắm thôi. À, người đừng hứa. Cứ bằng hứa thì phải tin tưởng mà. Phải làm cho bằng được. Mọi thứ vậy? Mọi thứ bạn. Bất chấp mọi thứ bạn. Hôm nay làm nghỉ sớm thì bạn nào đi bạn bạn Thư đi về nhưng còn chúng ta đi ăn. Dạ. Chị thì hả? Ủa chị sao? Chị ăn đi ăn được không? Không đi ăn không được lắc đầu cũng như không. À thì bởi vậy. Tại đây em về mới đi ăn. Không phải. Dạ, đi về. Đi luôn. À. Nhưng mà vấn đề em đi ăn được không? Dạ.